Chào các bạn, hôm nay mình ra ngoài sân nè các bạn. Cây vú sữa trái khá nhiều các bạn. Rồi mời các bạn đi xem cùng mình nha. Cái cây này cũng lâu năm rồi các bạn. Vú sữa này trồng bằng hộp. Các bạn thấy trái quá trời luôn các bạn ơi. Rồi kia kìa các bạn, đấy, những cái trái này nó chưa chín các bạn ơi, còn cứng. Rồi khoảng tới Tết là nó có vú này, là có vú sữa chân rồi các bạn ơi. Rồi xung quanh này các bạn thấy buổi trưa hơi nắng đó các bạn ơi, buổi trưa hơi nắng. Ở đây những quả nè các bạn. Rồi các bạn ơi, nhìn lên xa xa có mấy con rắn rục, mà mấy con rắn nó đang nằm ở buổi trưa, nó nằm trong mình giật mình luôn các bạn ơi. Phát hiện nó kia nó nằm vui mấy con luôn này, rắn gì ghê quá các bạn ơi, rắn lục. Rồi nó nằm khuất trong cái lá, mình giật mình luôn các bạn. Đây nè các bạn ơi, rồi nó nằm múc ở trên cái ngọn mình đi, xong mình nhìn nè, nó nằm trên đây nè các bạn. Nằm ngoài bé, ngoài bé xa, ngoài trên đây nè các bạn. Nắng chá quá, chối nắng chối quá, mình giật mình luôn các bạn ơi. Nó nằm khuất trong cái lá cây nè, nằm trong cái lá cây, nằm ở đây, nó nằm nè khuất xa xa đó, nằm mút trên cái ngọn, mình giật mình luôn. Rồi đây nè các bạn, nắng chói quá. Rồi nó bò rồi, nó bò mất rồi các bạn ơi. Đấy, mới thấy nó đâu đây. Rồi nó bò rồi, bò. Thấy cái da nó luôn các bạn ơi, nó lột da rồi, nó bò đi rồi. Cái da màu trắng nè. Rồi, trên đây là các bạn, cái da đó nó lột, hồi nãy mình thấy rồi, nó bò mới đây nè. Đây là cái da, các bạn thấy trắng cái da đó. Cái da nó màu trắng, nó lột rồi, nó khuất ở trong hơi khó thấy. Rắn này là rắn rục tùm xanh các bạn ơi. Cái da nó trong đây nè, rồi nó bò đi rồi, nó nhanh cũng nhanh quá, mình thấy thoáng qua nó bò rồi. Ở xung quanh đây mấy cái quả cũng khá thôi, quả mấy quả khá to rồi các bạn. Rồi còn lại cái, thấy cái da trắng nó bò đi cho hết rồi, mình giật mình với mấy con rắn này các bạn ơi. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những lần sau nha. Xin chào tạm biệt.